bạn. Hôm nay mình sẽ thử thách mì trộn. Đây là bạn Kiều, hôm nay bạn đó sẽ tham gia cùng mình. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ thử thách mì cùng bạn Lan Anh. Rồi, đây là tô mì nha. Cần mì đây. Rồi, bây giờ tụi mình sẽ bốc thăm. Để thăm nè. Rồi, đây là những lá thăm nè. Rồi, giờ quánh tù xì coi ai sẽ thử lúc trước nha. Quánh tù xì ra cái gì ra cái này. Quánh tù xì ra cái gì ra cái này. Yeah, mình sẽ là người bóc trước. Rồi, sẽ bóc cái này. Rồi, kêu bóc đi. Mình sẽ bóc cái này. Hai hộp đậu phộng. Đây, đậu phộng đây. Mình sẽ lấy kéo một cách. Bốn hộp đậu Hà Lan. À, vui. Rồi nè, tôi khác đây. Rồi, hai hộp đủ luôn. Bốn hộp. Rồi, giờ mình sẽ bắt tiếp nha. Bốn hộp đủ. Nửa muỗng muối tôm. Đây, muối tôm đây. Đừng đó hả? Nửa muỗng tiêu. Tiêu đó, tiêu đó. Nửa muỗng tiêu là tiêu luôn. Rồi giờ mình sẽ bóc tiếp nữa nha. Còn hai thằng cuối cùng. Kén lên, sắp lên. Còn nước tương và tương ớt. Yeah, nước tương. Ngủ tương ớt. Trời ơi trời, sao tôi khổ như vậy. Rồi đừng muốn này, đừng muốn này. Hai món nước tươi. Để mình chọn này, một món. Hai món. Để mình tương ớt. Rồi, được hai mấy món. Cái muỗng mình đâu có tiêu vậy. Một muỗng tương ớt. Rồi giờ mình chọn lên nha. Đây, một muỗng tương ớt. Thì kiểu lấy muỗng nó lên đây, rồi chuẩn bị ăn nha. Rồi, chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Khoan chấm xa rồi đó. Ăn mấy cơm trước không ăn được không? Lát hình đạo của người thua là sẽ được uống một muỗng nước tương nha. Để tiêu với để ớt vô, tương ớt vô hay cho cay. Chết đang anh thắng rồi.
cho mình. Trời quá. Thôi rồi. Thắng rồi mọi người ơi. Rồi, ăn hết đi rồi chúng mình phạt. Nước cay quá. Có bông nổi. Rồi chuẩn bị cho cái muỗng này. Nước cay đổ mồ hôi luôn. Đây sẽ là hình bạc của kèo. Cầm muỗng này. Uống chặt cái nước chứ. Ăn đi. Mặn. Đó là hình phạt dành cho kèo. Rồi giờ video của mình đã kết thúc. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like và nhớ đăng ký nha. Bye bye. Bạn nào có thách mới hãy cho mình và comment ở dưới nha.